Good morning các bạn. Cuối tuần vui vẻ. Mình đang ở công viên đi bộ đây. Mình định là hôm nay thức sớm đi bộ, nhưng mà tự nhiên thức dậy cái làm biếng quá. Nằm ngủ nướng cho tới bây giờ ăn uống no nê rồi mới ra công viên đi bộ, rồi xong đó mình đi công chuyện chút rồi về. Về nhà thì cũng làm công chuyện nhà, giặt giũ, xách nước, nó trời, như Việt Nam vậy ha, ra giếng xách nước về giặt áo. Giờ này 10 giờ rồi nhưng mà trên trời nó có một cái làn mây mỏng, coi như là mặt trời nó còn rọi qua được cái làn mây, cho nên nó rất là mát, không có nóng, nó lẽ hơi lạnh lạnh, mình mặc cái áo này cho chắc ăn. Không khí cũng khá sạch, nhìn lên núi thì cũng vẫn thấy ha. Ok, mình đi bộ vòng vui vẻ gì lên tám với các bạn chút sau. Như hôm qua mình nói hôm nay sẽ đi bộ trừ cấn lại hôm qua, cho nên mình định là đi ít nhất 1 tiếng đồng hồ đó nha. Mình cứ dự định nếu như thấy mà mệt thì mình nghỉ ở trong cái công viên này á. Thì nó có cái chỗ này để nó gọi là cũng như là mấy con thú vật hoang hoặc là chim chóc, mấy con gì mà nó bị thương đó, người ta đem vô đây rồi họ cứu thương rồi họ thả lại, nó gọi là animal rehab, cũng giống như người ta mà bị thương rồi phải trị thương xong rồi thả ra. Mà lúc này mình đi ngang mình ít nghe tiếng thú vật quá, không biết làm sao. Mấy lần trước đi nghe tiếng mèo, tiếng chó, tiếng ngỗng, tiếng vịt gì. Đây, trong đây nè. Có nhân viên của county, là của quận đó. Tên là The Wildlife Center of Silicon Valley. Đang bên cái mình đi bộ bên đây thì có cái suối khô nè. Mùa này không có nước, mùa mưa thì nước nó sẽ chảy, và khi mà có nước rồi thì vịt nó sẽ tìm ra, nó chạy ra đây. Bây giờ thì có những con sóc thôi. Trong đây giống như là cái mấy cái sở thú, có cái chuồng này bự với sở trong chuồng chim. Không có nghe tiếng thú vật ở trong đó, biết sao. Vừa trước nhà mình mua cái máy bên đây nè, qua cái đường đó. Đã kỷ niệm khoảng 5 năm rưỡi ở chung với mình với 2 đứa con. Tụi nó cũng rất là thích, tại vì mình cuối tuần mình rước nó về đó thì mình có chỗ cho tụi nó chơi. Nếu như mà mình không mua nhà đó, mình để mình mướn phòng như bây giờ thì phiền lắm, nó có phòng 3 cha con chung vô. Vừa lúc đó tụi nó còn trẻ mà, cho nên cái nhà mình không có mua đồ đạc nhiều, còn là 3 cái đồ chơi cho đồ nít, nó không à, cái xích đu đồ gì mà để trong nhà. Ngoài sân thì bãi cát rồi hồ bơi của con nít á. Những ngày cuối tuần như vậy là mình đã đi Costco mua thịt sẵn ướp rồi, mua những cái bánh trái tụi nó thích. Cái thức dậy lo cho nó ăn uống xong cái mình nướng thịt uống bia. Có hôm nào hứng thú thì chở 3 cha con đi xuống biển chơi. Ôi mà lúc đó mình nhớ, vừa mua nhà xong dớt thêm chiếc Mercedes Sport, chiếc
mình đi coi xe định không mua, cái tự nhiên gặp thằng sale vụ riết thôi cuối cùng mua luôn. Chiếc xe Mercedes Sport chạy đã lắm. Cái khi cuối tuần bỏ hai đứa lên pha bình sữa cho nó cầm, ngồi trong cái ghế xe, cái ghế của seat, baby seat đó, chạy lên xuống Santa Cruz mà thì cái đường nó lên núi nó dòng quẹo quá quẹo lại, mà mình thì xe mới mà chạy ngon quá, chạy tốt quá đó, nó bám đường chạy đã hay sao. Thường thường mình chạy cái đường đó mình ớn lắm mà chạy chậm lại và mình cua từ từ đó. Lái hơi tự nhiên quên mình có hai đứa con ngoài sau. Nhỏ nó bị say xe, nó ói ra cái ọc sữa ra, trời ơi. Còn chị hai nó ngồi kế bên, cái chị hai nó yêu chị ói ra luôn. Hai đứa nó ói ngoài sau, xe mới của mình dơ hầy luôn. Mình không biết làm sao nữa, giữa đang trên đỉnh núi mà chạy khoảng 15-20 phút sau mới xuống được tới Santa Cruz, thì ghé vô cái cây xăng đó, nó có cái chỗ để gọi bơm nước vô trong cái vòi nước nhỏ xíu để mà mình chế nước vô cái radiator đó. Mình thấy nhỏ ra mình lau chùi nó, rửa nó, nước lạnh thấy mồ luôn. Ôi trời ơi, khổ thiệt. Nói sao không dám lên xe, nhớ có đứa hai đứa con nhỏ nên không dám chạy nhanh. Tưởng luôn. Đi được một vòng công viên này đó, mình đo bằng đồng hồ thì đi được một mile đó là hơn chút đỉnh, 1.5 á, 0.05 chứ quên. Thì mai mốt mình biết mình sẽ để ý đi khoảng chừng 2 vòng, 3 vòng là tiêu chuẩn, là mình muốn đi 3 vòng nhưng mà 2 vòng là chắc đủ rồi. Đi một vòng bây giờ mình đứng nghỉ mệt chút xíu, xong rồi mình dự định là mình chụp những cái hình bằng iPhone này, iPhone 8 của mình. Mai mốt có cái iPhone mới mình chụp hình xong rồi mình so sánh với nhau. Ôi, ánh nó đẹp cỡ nào. Bây giờ mình chụp bãi tắm đây. Chỉ là automatic thôi, không có chỉnh được gì hết. Chụp mấy con ngỗng muốn cho nó bay mà mình chờ lâu quá. Bởi vì mấy người mà gọi là wildlife photographer đó, mấy người chụp hình mấy con thú vật cái hoang dã hay, họ chờ đợi, họ canh me lâu lắm. Nhiều khi cả ngày. Ở chỗ này đông quá nên mình chụp mấy tấm này. Ở đây có nhiều vịt trời quá nè. Mình lúc nãy có mấy cái bánh mì cũ á, mình phải quên đem theo, phải đem cho tụi nó ăn. Mà mình mấy cái chỗ này như vậy mình tưởng là sẽ có trứng chứ không có bao giờ mình thấy được trứng hết. Bữa nay rất là nhiều mấy con le le này. Cái con màu mè là con trống. Đứng nhìn cũng vui vui. Chỉ có đây đó, không có nhiều loại chim lắm, chỉ có vậy thôi, có hái âu. Có vài con vịt xiêm chứ. Công nhận cái iPhone bây giờ chụp hình rất là tốt lắm rồi. Mặc dù chỉ có 12 megapixel thôi. Cái phone mới nó cũng có 12 megapixel thôi, nhưng mà có cái là nó chụp rất là nhiều tấm xong rồi nó ghép lại đó, cho nên màu sắc rồi gì rất là đẹp, nhất là về ban đêm. Chụp iPhone thì thấy nó không có thích bằng mình chụp bằng cái máy hình ảnh to, tại vì mình có thể mình chỉnh ánh sáng rồi chỉnh cũng như là mình control nó được á. Thì mấy người thợ chụp hình họ thích như vậy. Nhưng mà nói đúng ra chụp hình vui để mà bỏ lên Facebook, Instagram thì iPhone quá tốt rồi.
vòng đầu mình đi mình tập trung đi bộ, vòng thứ hai thì mình cứ đi lân tân rồi mình thấy cái gì đứng lại chụp hình bằng cái iPhone. Có cái không có zoom được, không có nghĩa là mình mới nhìn cái hình xa đó, mình zoom lại thì nó cái mờ nó không có chất lượng nữa. À, cái iPhone mới thì nó có cái ống kính, nó có tới ba cái camera, là một cái wide, một cái medium, rồi một cái thì là tele. Mong chờ cho đến 2 tuần nữa mới đặt được hàng rồi. Mình nóng lòng á, chắc mình đi pick up luôn chứ mình không chờ nó để gửi về nhà đâu. Mình đặt hàng xong hình như 2-3 ngày thì họ cho mình đi pick up, nghĩa là mình tới mình lấy đó, lấy hàng. Chờ lâu quá. Đi vòng thứ hai thấy thấm mệt rồi. Cũng được 1 tiếng đồng hồ, không tại mình đi chậm á. Ôi mà. Vừa đói bụng, tại lúc nãy đi thì no bụng, bây giờ thấy đói rồi. Đốt hết thức ăn. Khi mà mình đói bụng á, khi mà muốn thỏa mãn là phải ăn cơm, ăn bánh mì, ăn phở, ăn mì, có cái gì nghĩa là có tinh bột thì nó mới thỏa mãn được cái đói. Về mà đói bụng ăn trái cây hoặc là ăn rau cái, ôi sao nó xót ruột quá. Mình đi bộ nãy giờ chắc cũng không đến nỗi tệ, chắc mình ăn chút xíu tinh bột, mấy vị nửa ổ bánh mì. Bánh mì ốp la, trứng ốp la. Nó bụng quá. Nhưng mà giờ trước khi về nhà mình phải ghé vô chợ, đi chợ luôn, bóc tờ vé số nữa, xong rồi về nghỉ ngơi luôn, giặt đồ. Cái lò mình mua đó, nướng mấy cái thịt nó không có mỡ ăn nè, từ từ chắc quen cái vị, chứ bây giờ mình ăn thấy không ngon. Mình để mình coi có cục sườn nào không, về mình ướp trước đi, rồi mình hãy nướng sau coi nó ra làm sao. Với lại rau thật nhiều bữa nay. Thịt với rau không ăn không có thỏa mãn, phải có tinh bột, phải có bánh mì, ngộ vậy đó. Bây giờ biết gì không? Có một con vịt quay với ổ bánh mì giòn, ui trời ơi ngon. Với lại cối cả dưa leo. Ok, thôi chắc vậy là mình cũng đi bộ đủ tiêu chuẩn bữa nay rồi. 1 tiếng đồng hồ rồi. Thấy thấm mệt và đói bụng. Mình sẽ ngưng ở đây, tạm ngưng ở đây. Từ đây đến chiều có gì vui thì mình lên mình chia sẻ tiếp nha các bạn. Mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ở đây. Bye bye. Ok, so đi một vòng đã rồi, bây giờ mình lấy cái phone ra mình chụp hình đây. Thì nói thật ra cái phone bây giờ nó là chụp hình rất là tốt rồi. Tốt hơn như mình tưởng tượng khi mà ngày xưa mà mình còn hai đứa nhỏ mới sinh ra 1-2 tuổi đó, là mình muốn có cái máy đi mà chụp làm kỷ niệm, thì lúc đó mình cũng không có mua được cái máy tốt nào hết, chỉ có 1 megapixel thôi. Mà hình thì nhỏ xíu à. Nói đúng ra bây giờ thì cái máy này xài được rồi, nhưng mà nghe nói thì cái iPhone 12 nó rất là tốt luôn, là mình có thể chỉnh màu nó sắc hơn. Thì cái resolution nó vẫn cũng là 12 megapixel, cũng bằng cái máy này thôi à. Nhưng mà nó hay cái là nó gọi là high dynamic range, nghĩa là chụp hình khi mà chỗ ánh sáng chói nó cái tự động nó sẽ chỉnh lại cho mình, tại vì nó dùng computer nó chỉnh. Đây là những cái tấm mình chụp cái iPhone bữa nay. Nói thật ra chụp hình mà mình bỏ lên Facebook này nọ là rất là tốt rồi, không cần nhiều lắm. Anyway, thôi như vậy là hết rồi.